Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Minh Hoàng, sinh năm 1982, chú xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Phạm Thị Thúy Hằng, sinh năm 1982, chú huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Công an huyện Hữu Lũng đã làm rõ các chứng chỉ định hướng chuyên khoa răng hàm mặt, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của hai đối tượng trên và bằng tốt nghiệp đại học y Hà Nội của Dương Minh Hoàng đều là giả. Các đối tượng đã đặt làm giả các giấy tờ với người không quen biết qua mạng xã hội nhằm mục đích làm hồ sơ cấp phép hoạt động cơ sở nha khoa thẩm mỹ quốc tế Trường Hải 68 có địa chỉ tại 72 đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Mặc dù bị thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động, nhưng cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động, thu lợi bất chính của nhiều người đến khám chữa bệnh. Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa bắt giữ một đối tượng Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1987, hiện tạm trú tại Thuận Châu, Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, khi tổ tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Tiến điều khiển xe mô tô tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng lập tức tăng ga rồi tông thẳng vào tổ công tác hỏng thoát thân. Sau đó, tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng Quảng Văn Tiến. Qua đấu tranh, Tiến đã tự giao nộp cho tổ công tác số ma túy mang theo để bán kiếm lời, gồm 10,15 gam heroin và 0,54 gam hồng phiến. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt tạm giam ông Lê Tuấn Dũng sinh năm 1958 để điều tra về hành vi nhận tiền để chạy án trong vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại dự án khu dân cư thị trấn Cẩm Giàng huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. Ông Dũng bị khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tố cáo của công dân. Trước khi tiến hành tạm giam, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tuấn Dũng. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện khám xét nơi ở của bị can này tại quận Long Biên, Hà Nội. Được biết, trước khi bị bắt Ông Dũng từng làm phó tổng biên tập một tờ tạp chí trong lĩnh vực pháp luật. Tại khu vực bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, công an huyện Mường La vừa phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Hờ A Phồng sinh năm 2004 và Mùa Thị Sông sinh năm 1967 là hai mẹ con cùng chú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ tại chỗ là 4.000 viên ma túy tổng hợp, mua xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác. Các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để mang sang yên bái bán kiếm lời. Đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.